ơn vì khác ngợi khen Chúa. Xin cho chúng con được gặp gỡ Ngài ở trong sự thờ phượng. Chúng con đến đây theo thói quen của chúng con đâu Chúa ơi. Nhưng chúng con đến đây bởi vì chúng con muốn gắn kết vào nguồn sự sống. Và nguồn sự sống đó chỉ có ở trong Chúa Giê-xu chúng con mà thôi. Cảm ơn Chúa. Chúng con đến đây với những tâm trạng nào, nhưng sẽ trở về với một tâm trạng duy nhất, đó là tâm trạng được gặp Chúa. Vui mừng, khỏe mạnh, sống động và nhiều điều mới lạ trên cuộc đời chúng con. Chúa ơi, Ngài là nguồn sống của chúng con. Ngoài ra, ngoài Chúa ra không có một thứ phước nào khác. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Yeah.
Hoang đảo với đại dương. Vâng, Chúa là đại dương, tình yêu của Chúa thật là lớn rộng, và chúng ta đang kết nối với đại dương mênh mông. Đại dương là tình yêu của Đức Chúa Trời của chúng ta. Xin chúng ta ngợi khen Chúa một tràng pháo tay và sự nhân từ và sự tốt lành của Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Và chúng ta, quý vị có biết bài hát này là của tác giả nào không? Đố quý vị đó, một người rất là đặc biệt. Nhạc động. Dạ không phải đâu, đó là linh mục Nguyễn Tiến Lộc. Tôi rất là ngưỡng mộ ông và rất là yêu quý ông. Trong cái bài hát này nói về tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Mình không có nói tất cả cái điều gì bên ngoài, nhưng mà nói về tình yêu của Chúa Giêsu và mục đích khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta kết nối với Ngài. Như là cầu nguyện của tôi từ lúc đầu đó, thưa quý vị, khi chúng ta đến, chúng ta không đến theo thói quen của chúng ta, chứ không đến theo cái văn hóa của chúng ta, cái tập tục của chúng ta, cái phong tục của chúng ta. Nhưng chúng ta đến bởi vì chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và chúng ta muốn có Ngài nhiều hơn trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Và chúng ta đã có điều đó sáng hôm nay. Lời của Chúa phán rằng, lời của Chúa có chép rằng á, nếu chúng ta tin á thì sông nước hàng sống á sẽ chảy từ trong tấm lòng của chúng ta. Trước khi chúng ta cùng ngồi xuống và chúng ta tiếp tục thờ phượng Chúa trong những bài hát chậm hơn đó, thì quý vị có nghe cái tiếng suối chảy trong lòng chúng ta không? Những người tin, Chúa phán rằng nếu ai tin thì chúng ta sẽ có cái sông nước sự sống á chảy trong tấm lòng của chúng ta hôm nay. Cảm ơn Chúa, tôi cảm thấy được cái sự kết nối của chúng ta với đại dương, đó là tình yêu của Đức Chúa Trời chúng ta. Sao tôi nói điều đó sáng nay, tôi thấy Chúa thật là kỳ diệu. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng ta. Vâng, chúng ta cùng ngồi và chúng ta tiếp tục tôn vinh Chúa qua cái bài hát. Chúng con sẽ không bao giờ muốn xa rời Ngài đâu, thưa Chúa của chúng con. Giêsu yêu Ngài hơn cả mọi điều. Amen. Sẽ không bao giờ xa.
sẽ không bao giờ để mất ngài, sẽ không bao giờ xa. Trên mỗi đời sống của chúng con, Ngài có báo ở bên dịch giữa chúng con. Vừa sáng chúng con đã nhận được sự yên ủi của Ngài. Vâng, Ngài là nguồn yên ủi, động viên chúng con. Ngài là sức mới và sức lực cho chúng con. Ngài ban ơn chúng con càng thêm ơn. Và nay chúng con sẽ được sức mới từ nơi Chúa, ấy là bởi tin cậy nơi Ngài, trong đợi Ngài, để chúng con cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa trong Esai đoạn 40:21 khích lệ chúng con buổi sáng hôm nay. Hội thánh bước vào trong nơi chí thánh của Chúa. Và sáng hôm nay bài hát đầu tiên chúng ta đã ở trong nơi chí thánh của Ngài để thờ phượng Ngài. Jesus.
Trong sự sâu lắng buổi sáng hôm nay, con cảm nhận được tình yêu của Ngài, sự hiện diện của Chúa ở trong buổi nhóm này. Cầu xin sự an ủi của Đức Chúa Cha ở với dân sự Chúa, ban ơn cho chúng con, ơn càng thêm ơn, năng quyền để phục vụ Ngài. Trong bây giờ chúng con dâng hiến cho Chúa, xin Chúa ban phước cho dân sự của Ngài. Bởi vì không chỉ họ dâng hiến cho Chúa, mà cả cuộc đời của họ dâng vào trong sự dâng hiến này. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì bởi sự dâng hiến của Hội Thánh mà nhiều trung tâm cai nghiện ở Việt Nam, những cái Hội Thánh gặp nhiều khó khăn, và nhất là truyền đạo đơn, chứng đạo đơn được in thêm nhiều, Kinh Thánh cũng được in thêm nhiều để giúp cho công việc Chúa phát triển. Xin Đức Chúa Trời ban ơn cho Hội Thánh, ban ơn cho công việc của anh em chúng con, để qua sự dâng hiến này, đạo của Ngài, mùi thơm của Chúa được rải ra khắp nơi. Cảm ơn Chúa về sự thịnh vượng Chúa ban cho dân sự của Ngài, để chúng con làm mọi điều để có vinh hiển của Đức Chúa Trời chúng con. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng thờ phượng của dân sự Ngài. Cha ơi, chứng giám và ban ơn cho chúng con, ơn càng thêm ơn. Chúng con đến trong sự hiện diện của Chúa để nhận lấy sức mới, tâm tình hầu việc Chúa, kết quả cho công việc của Ngài. Xin Chúa ban ơn cho người thông dịch chúng con buổi sáng hôm nay, những sức dầu, những sự chuyển tải và qua người chị em, chị Phượng, Jessica. Cảm ơn Chúa về ngày chữa lành cho chị, dùng chị ấn tứ mà Chúa ban cho để phục vụ Chúa trong những ngày qua. Chúa ban phương cho trong sự thiên ân trong vấn đề livestream và tất cả mọi sự. Cảm ơn Chúa vì chúng con sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai, để chúng con làm tất cả các công việc của Chúa một cách dư dật luôn. Thì công khó của chúng con ở trong Chúa không hề vô ích. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì ban thờ phượng của chúng con hôm nay thiếu vắng vài chị em, vì chúng con cảm nhận được thiên sứ của Ngài đang đứng hát với chúng con sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Vâng, con ngợi khen Đức Chúa Trời chúng con vì Ngài có sức giàu cho chúng con, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Hội Thánh. Cảm ơn ban thờ phượng, xin mời các chị em trở lại, trở về chỗ, và giáo sĩ Thiên Ân sẽ tiếp tục hướng dẫn trong phần thờ phượng. Dạ, xin kính chào chào mục sư và quý mời chị em trong căn phòng này. Dạ, cảm ơn Chúa thì buổi sáng hôm nay cũng có cô và em không biết tên là gì đứng lên để Hội Thánh cũng chào đón, hay là cô có thể giới thiệu cô để Hội Thánh cũng chào đón cô. Và cảm ơn Chúa thì cũng có dạ cô có thể ngồi xuống. Sáng hôm nay thì chúng ta cũng thấy cô chị Huệ cũng trở lại nhóm họp với Hội Thánh chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúa chúng ta là đấng tốt lành, và Ngài luôn luôn có những điều diệu kỳ, phải không? Chúa bày tỏ trên đời sống chúng ta. Thì người chị em chúng ta đã bị đau đầu gối rất là lâu, nhưng mà trong một năm cầu nguyện thì bây giờ là hoàn toàn không còn đau nữa, và rất là vui mừng. Và lúc mà hỏi tuổi của chị Huệ là ăn rất là ngạc nhiên, chị giống như là trẻ hơn 10 tuổi khi mà biết được tuổi thiệt của chị. Cảm ơn Chúa. Ai trong chúng ta thường thường á là khi mà chia sẻ hay là hướng dẫn chương trình á thì thường thường ăn chọn một câu Kinh Thánh, thì ai trong chúng ta biết rằng ở ngoài đời thì ta có lực vàng phải không? Lực vàng có phải là khi mà áp dụng cái lực đó là có nhiều vàng để đeo? Nhưng mà ở trong Chúa chúng ta có lực còn ngon hơn lực vàng nữa. Nếu mà quý vị có theo dõi mục sư Nguyễn Phi Hùng á, thì mục sư Phi Hùng tạm đặt cái lực này là gọi là lực kim cương. Lực kim cương. Nên chắc mấy phụ nữ nghe tới kim cương là rất là vui, phải không? Nghe nói. Nhưng mà cái lực này á, lời theo lời của Chúa ở trong sách Matthew đoạn 7 câu 12 có bày tỏ cho chúng ta về lẽ thật mà mục sư Hùng đặt là lực kim cương, thì để ăn đọc ra để cho quý vị thấy có phải đúng là lực kim cương không. Nó tốt hơn lực vàng nữa. Thì ở trong đó câu Kinh Thánh Chúa khích lệ chúng ta như vậy: vậy thì bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Khi chúng ta biết rằng lực vàng mà người đời hay đề cập đến á, là nói rằng nếu mà mình không có muốn người ta làm cho mình điều gì á, thì đừng làm cho họ. Cái phương diện nó giống như là tiêu cực, phải không? Đừng làm để người ta khỏi làm điều này điều kia. Nhưng mà trong lời Chúa khích lệ chúng ta rằng nếu mà chúng ta muốn người ta làm cái gì cho mình á, mình phải làm trước đi. Amen. Yeah. Thì cái điều đó trong cuộc sống á, thì anh có thể liên hệ đến một câu chuyện. Cách đây 7 năm về trước,
ăn có cơ gia đình ăn có cơ hội tiếp một mục sư từ hội thánh ở tiểu bang Oregon đến với vùng tiểu bang Arizona chúng ta để truyền giảng á, thì ăn nhớ lúc đó là ở nhà có hai chiếc xe, thì ăn mới cho mục sư đó và một số anh em mượn chiếc xe đó đi để cho tiện, tại vì họ từ tiểu bang đến khác đến thì khỏi cần phải mướn xe. Thì ăn trong nhà ăn cái chiếc xe đó là tốt nhất ăn có thể ăn cho mượn, còn chiếc xe mà cũ hơn thì ăn giữ ăn chạy thì tốt hơn, thì nó cũng tốt hơn mấy, lúc đó chiếc xe đó cũng mười mấy năm rồi. Thì gần đây á ăn đi đại hội, quý vị biết đại hội mục sư Đông và gia đình ăn có cơ hội đi á, thì quý vị biết á là theo cái luật này á, nó áp dụng trong đời sống của ăn á, cái chiếc xe của ăn nha, nói ăn chạy mười mấy năm, ăn mua xe đó cũng mười mấy năm rồi. Thì khi mà ăn đến cái gia đình hội thánh của mục sư này để thăm cơ hội trong đại hội kỳ này á, thì mục sư đó cho ăn không chiếc xe của ăn cho mục sư đó mượn đó là 5 chỗ ngồi, không bây giờ mục sư đó cho ăn mượn chiếc xe 15 chỗ ngồi mà chiếc xe này là mới mua luôn, mới tin luôn, sáu hình như nghe nói là sáu mấy ngàn là mới tin, là 15 chỗ ngồi mà để đón tiếp tín đồ đi nhóm rồi á. Bọn này mới tin mới mua mà mục sư cho mượn, theo quý vị thấy là nhân rất là nhiều phải không? Cái điều khác mà anh cũng chia sẻ thêm, nó cũng liên hệ với mục sư này nữa, thì chắc cỡ mấy năm về trước thì mục sư đó đi đến cùng mục sư Nguyễn Thế Trung á, là quý vị biết là hội thánh chúng ta ủng hộ về một vụ cai nghiện bên Việt Nam phải không? Thì anh thì nghĩ rằng giống như ở trong Chúa thì con cái Chúa thì mình tiếp đón mục sư đó và con cái Chúa thì lại bởi vì là cái tấm lòng của mình muốn sẵn lòng để giúp đỡ và để tiện lợi cho con cái Chúa sinh hoạt, rồi mình có cơ hội cũng tiếp xúc và tìm hiểu và biết thêm về con cái Chúa. Thì anh biết rằng trong Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng khi mà chúng ta tiếp một nhà tiên tri á, thì cái phần thưởng á, là giống như là vì tiếp đón tiên tri thì cái phần thưởng là nhà tiên tri phải không? Tiếp đón người công chính thì phần thưởng là người công chính. Ân không có ngờ là ân tiếp đón một người vị mục sư này, ổng là cũng nhà kinh doanh. Nên khi mà ân đi tới nhà ổng thì quý vị biết đó là trong cái thời điểm đại hội đó thì gia đình đã sắp xếp hết ở ngoài khách sạn nguyên một cái thời gian đó luôn, giống như là 5-6 ngày gì đó. Nhưng mà tới những ngày cuối mà đại hội xong á thì một gia đình mục sư đó không chịu, bây giờ là phải những cái ngày mà đại hội xong đó là phải tới nhà ông ở, ông mới chịu để ông muốn tiếp mình. Thì quý vị biết rằng khi ăn ở trong một cái nhà đó là nó trên cái đỉnh đồi, nhà của ông ở trên cái khu cao nhất của cái đỉnh đồi đó, mà quý vị nếu quý vị ở khách sạn sang nhất, ăn nghĩ cái phòng mà ăn ở nó còn sang hơn khách sạn sang nữa. Nên quý vị thấy rằng trong cái lời Chúa này nó ứng nghiệm trên đời sống của ông khi mà đi với Chúa. Chúng ta không có biết rằng khi chúng ta gieo những cái việc làm của chúng ta, nhưng sau này chúng ta gặt lại, có thể đối với ông 7 năm, có thể một vài năm sau, nhưng mà trong lời Chúa. Nhưng mà lời này nó không chỉ ứng nghiệm cho con người với nhau thôi, nhưng mà nó cũng ứng nghiệm giữa chúng ta và với Chúa nữa phải không? Khi nghĩ rằng Chúa chúng ta bày tỏ điều này nữa, Chúa nói rằng Ngài yêu chúng ta là trước nên Ngài đã tìm cứu những người bị hư mất như chúng ta phải không? Ngài đến, Ngài gieo cái tình yêu cuộc đời của Ngài đến để chúng ta, để Ngài nhận lại chúng ta trong cuộc sống này. Nên khi chúng ta phục vụ Chúa cũng vậy, không công khó của mỗi một chúng ta trong Chúa không có là vô ích. Nên hãy áp dụng luật kim cương như là mục sư Nguyễn Phi Hùng đã chia sẻ trong một bài giảng mà anh có cơ hội nghe. Thì buổi sáng hôm nay thì anh cũng nhắc lại cái câu này là vậy thì bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Và trong Kinh Thánh đó, đây là luật pháp và lời tiên tri, là bày tỏ về Đấng Christ, bày tỏ về Chúa Giêsu của chúng ta, là Chúa mà chúng ta đang mà chúng ta thờ phượng phải không? Qua giờ này thì là giờ làm chứng. Thì nếu mà quý ông bà anh chị em trong tuần qua có những phước hạnh nào mà Chúa đã làm trên đời sống của mình thì quý vị có thể chia sẻ lại. Ân xin bắt đầu bằng cái lời làm chứng ngắn là liên hệ tới gia đình của ân. Thì quý vị biết rằng có một thời gian rất là dài, ân có một người em, một người em cách chắc cũng cỡ mười mấy tuổi, thì em tên là Phú, Điểu Thiên Phú. Thì em không có đi nhà thờ thường xuyên và cũng không có tin kính Chúa, nhưng mà qua phòng cầu nguyện và chính gia đình ân cũng cầu nguyện, và gần đây thì ân có cơ hội đi công tác ở Jacksonville, Florida. Thì em là ở trong lính mà của hải quân á,
thì ân có cơ hội thăm viếng em, thì trò chuyện với em và phát hiện rằng em đã đi nhà thờ lại, em đã đi nhà thờ và rất là thì cả hai anh em cũng có cơ hội nói chuyện với nhau và biết rằng đức tin của em nơi Chúa là em nói là anh biết rằng em đi nhà thờ không phải là đi nhà thờ, nếu mà không có thật sự tin Chúa không đi, không cần phải đi nhà thờ làm gì, không có cần phải play church hay là đi nhà thờ để cho có đi. Thì ân rất là vui mừng bởi vì Chúa là đã nghe lời cầu nguyện chúng ta bao nhiêu năm qua, thì cảm ơn Chúa là qua phòng cầu nguyện thì phòng cầu nguyện cũng có cầu nguyện, thì em của ân đã đi nhà thờ và tin Chúa và ân rất là vui mừng vì điều đó. Amen. Nên quý vị ai là những người đang cầu nguyện, đang chờ đợi Chúa làm điều gì trong cuộc sống mình, đừng có bỏ cuộc. Mình biết chúng ta biết rằng Chúa là đã không có nói dối và lời hứa của Chúa là chắc chắn và lời đã thật thì không bao giờ thay đổi. Amen. Yeah. Có ai trong quý vị là những người kinh nghiệm phước hạnh Chúa trong từng qua mà muốn làm chứng lại? Anh Tịnh Duy Hồng có muốn làm chứng về ok? Dạ. Yeah. Đây là một phép lạ mà ân đã nghe trong phòng cầu nguyện rồi, nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nghe chị Hồng làm chứng lại giữa hội thánh để khích lệ, để biết rằng Chúa chúng ta là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Amen. 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 Hồng xin kính chào tất cả cô chú anh chị em và mục sư ở trong hội thánh. Hôm nay thì Hồng cũng đứng trước hội thánh, Hồng cũng cảm tạ Chúa của mình. Chúa của mình là tất cả, không có cái gì bằng hết. Cho nên mình có cái nương nẻ gì đó mình sẽ nhờ cậy trong Chúa. Thật sự qua một cái tuần qua Hồng thấy là Chúa hồi nào gì Hồng chỉ nghe thôi chứ Hồng chưa tận mắt để nhìn thấy. Nhưng mà tuần vừa rồi Hồng thấy là Chúa của mình làm những cái điều nó rất là cao cả, rất là cảm động trong cái tâm của mình. Trong cái lúc đó Hồng không thể kiềm chế được mà Hồng chỉ wow lên, hallelujah, hallelujah, Chúa ơi, con bây giờ con tận mắt chứng kiến được. Là dạ, vừa rồi á thì cái tuần vừa rồi á thì một sư hội cũng tới dự hội thánh của mình. Thì mà sau đó rồi thì một sư hội cũng qua, mình có cái năng đề vậy mình cũng nhờ tâm sự qua một sư hội để một sư hội để cầu nguyện cho mình. Thì Hồng cũng có trong gia đình của mình nó cũng có nhiều cái điều nó khó mà tháo gỡ, cho nên mình cũng cầu nguyện nhờ Chúa để giúp mình thôi. Thì trong đó có bệnh tật của Hồng và của anh Tịnh. Hồng á, gần đây thì Hồng hay bị đau bao tử nữa, với lại đau cái đầu gối. Thì Hồng qua thì một sư hội trong lúc mấy tuần, hai tuần trước á, tối lần Hồng ngủ không được, tại vì nó đau quá, đau bao tử mà đau quá không có thể ngủ được. Cái rồi cũng cầu nguyện, nhưng mà mình cứ cầu nguyện của mình y hình là Chúa chạm tới mình, nó không cái lời cầu nguyện của mình nó không được chu đáo lắm, hoặc là cái tâm của mình thật sự mình đến với Chúa nhưng mà mình Chúa trong cái lòng Hồng nghĩ là chắc Chúa cũng còn thử thách mình, cho nên để coi thử mình có thật sự tin Chúa hay không. Thì qua vừa rồi Hồng thấy là rất là không có gì bằng. Trong khi á, lúc Hồng đang ngồi thì một sư hậu cầu nguyện cho Hồng, thì Hồng thấy cái chân của Hồng và cái bao tử của Hồng nó rất là nhẹ nhàng, nó không có cái giống như là trong cái lần mình không có một cái vấn đề. Sau từ đó tới bây giờ là Hồng không đau bao tử nữa, từ tuần vừa rồi tới bây giờ Hồng không có đau bao tử nữa, Hồng rất là dễ chịu. Bên cạnh anh Tịnh á, thì qua thì một sư hậu cũng có cầu nguyện, tại vì anh Tịnh trước đây là anh đã mổ cái đầu gối, anh đi một chân cao chân thấp, anh nào nào anh giờ một chân cao chân thấp, cho nên qua thì một sư hậu nói anh Tịnh ngồi thẳng hai chân ra, một sư hậu chỉ giơ cái bàn tay ra để đỡ hai cái chân của anh Tịnh thôi, một sư hậu không đụng vô gì hết, chỉ đỡ ở dưới thôi. Nhưng mà sao cái lúc mà một sư hậu cầu nguyện chữa cái chân cho anh Tịnh thì cái lúc đó chưa anh một sư hậu có hỏi Hồng là
Hồng ngó nhìn thử hai cái chân anh Tịnh, cái chân nào dài, cái chân nào ngắn. Thì Hồng mới nói là cái chân phải nó ngắn, cái chân trái nó dài hơn. Thì một sư hậu để thẳng ra, một sư hậu cầu nguyện. Cầu nguyện thì Hồng nói đang cầu nguyện mà Hồng thấy cái chân anh Tịnh nó dài 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 ra vậy đó. Hồng cái wow. Thì lúc đó Hồng không có kiềm chế. Trong cái lòng mình nó mừng, nó vui mà nước mắt mình nó chảy. Nó gào, Chúa ơi, hallelujah, con chưa bao giờ con chứng kiến, bây giờ con tận mắt chứng kiến Chúa đã chữa được chân của anh Tịnh là như vậy. Hồng sau đó thì Hồng cảm nhận được là Chúa của mình không có cái gì, mình có năng đề gì không làm được thì mình cầu nguyện Chúa, Chúa sẽ làm cho mình. Mình có những cái vấn đề gì mà mình không muốn đó, mình không tỏ bài được với ai, chỉ có tỏ bài với Chúa. Chúa sẽ làm được cho mình ấy tất cả. Mình thật tâm đến với Chúa, cầu nguyện Chúa. Cũng như mày, từ ngày mà Hồng đến với Chúa tới bây giờ thì cứ buổi sáng Hồng ngủ dậy, mở mắt ra Hồng cũng cầu nguyện Chúa cho con một cái sức khỏe và cho Hồng một cái việc làm cho nó ổn định. Có lớp Hồng ở Việt Nam, Hồng sống có vẻ là nội tâm lắm. Nhưng mà từ khi mà qua Mỹ rồi mà tới khi mà mình tin Chúa, những cái nội tâm của mình nó giống như là nó không có ở trong lòng mình nữa. Nó đi ra ngoài ấy, những cái việc gì mình thấy nó cũng đơn giản với mình ấy. Tới với Chúa rồi mình thấy những cái việc đó mình đã gỡ hết cho Chúa. Cho nên những cái gì không có cái gì, Hồng nghĩ không có cái gì là Chúa không có làm được. Cho nên Hồng qua màu cà hôm nay thì Hồng cũng có làm chứng một vấn đề như vừa rồi Chúa đã làm cho gia đình Hồng. Hồng thấy cảm ơn Chúa thì không có gì hơn. Hôm nay thì Hồng làm chứng những lời như vậy thì cầu nguyện Chúa. Hallelujah. Amen. Amen. Chúc mừng chị. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Hồng đã chia sẻ những ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta biết rằng khi mà Chúa, chúng ta là đấng rất là thành tín, khi chúng ta làm chứng về Chúa, tôn vinh danh Ngài thì Ngài càng tiếp tục làm những điều lớn lao hơn cho chúng ta, phải không? Qua phép lạ đối với là vấn đề sức khỏe của chị Hồng và anh Tịnh đang có cầu nguyện thì nó chỉ đỡ hơn thôi. Và cảm ơn Chúa là từng rồi là một sự hội cầu nguyện là hoàn toàn hết đau và được giải quyết, mà anh đã bị cái đầu gối anh đã lâu rồi, từ bên Việt Nam qua bên đây mà bây giờ là đã hoàn toàn lành. Cảm ơn Chúa vì Chúa chúng ta là đấng tốt lành, như là anh nói là cái câu nói là Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Bởi vì Chúa không thay đổi nên niềm tin chúng ta đặt ở trên Ngài rất là vững chắc, phải không? Chúa nói là nếu mà ai lắng nghe lời ta mà làm theo thì giống như một người cắt nhà trên hòn đá. Nhà là đời sống của mình, là thân thể của mình. Trên hòn đá thì không có bị rung động. Amen. Nhưng mà các nhà trên cát là có nghĩa là không nghe lời Chúa thì sẽ dễ bị cuộc đời này đẩy đưa và chúng ta sẽ bị thất bại nếu mà chúng ta không nhờ cậy Chúa. Và bây giờ thì chúng ta hết giờ để làm chứng, thì nếu mà ai trong quý vị có lời làm chứng thì phải chờ tới tuần sau lắm. Tại vì chúng ta cũng để dành thời gian thông báo và để dành thời gian cho mục sư chúng ta chia sẻ lời Chúa để khích lệ chúng ta. Trong sự thờ phượng chúng ta thì có sự ngợi khen và thờ phượng, và cái sự dâng hiến cũng là thờ phượng, và cái sự nghe lời Chúa cũng là thờ phượng. Nó là tất cả bao gồm những điều đó, và đến cuối cùng là nó sẽ khích lệ và gây dựng mỗi một quý bà anh chị em khi chúng ta đến hội thánh Chúa buổi sáng hôm nay. Amen. Và giờ này trong giờ thông báo thì ân có vài thông báo. Thì chúng ta biết là hội thánh chúng ta thường học kinh thánh mỗi thứ tư, tối thứ tư từ 7 giờ tới 8 giờ 30 qua Zoom. Thường thường tới phiên ân thì ân chia sẻ một chủ đề đặc biệt gì mà ân đã học trong cái lớp học mà trường kinh thánh ân học á. Thì hiện tại là nó liên hệ tới sự chữa lành. Khi mà chị Hồng mới chia sẻ thì những phương diện của sự chữa lành, bài đầu ân mới chia sẻ trong tuần qua đó, nói là bệnh tật nguồn gốc từ đâu đến. Rồi nếu quý vị học gọi vô thì quý vị học có thể học bình thường thì chúng ta học từ trong những sách trong Kinh Thánh, và chúng ta đang học trong sách Luca.
Và chúng ta cũng có phần cầu nguyện từ thứ hai cho tới thứ bảy, từ 6:15 cho tới 8:15 mỗi sáng. Nếu quý vị có nhu cầu cần cầu nguyện thì quý vị có thể gửi đến mục sư, báo cho mục sư, hoặc là có thể gọi vô phòng cầu nguyện để cầu nguyện cùng chúng tôi. Và Chúa đã đáp nhiều nhu cầu, những nan đề khó và giống như dễ, Chúa đều trả lời hết trong phòng cầu nguyện. Và có những nan đề chúng ta cũng đang chờ đợi. Có lời Chúa ở trong Roma đoạn 8 câu 25 nói rằng nếu chúng ta trong đợi điều gì đó mà chúng ta chưa thấy bằng mắt này nè, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi, phải không? Đức tin là như vậy, một cái quá trình không bao giờ kết thúc. Hội thánh Chúa cũng có chương trình ca nhạc thánh để có những hội thánh ở trong vùng có thể thông công với nhau. Tối thứ tối thứ năm tuần này từ 7 giờ, bắt đầu từ 7 giờ thì diễn giả là mục sư Phan Phước Lào từ Washington, tiểu bang Washington Seattle đến, và chúng ta có những ca sĩ trong Chúa, và có ban nhạc trổ bông là do mục sư Đông cũng thành lập cái ban nhạc này. Nhiều anh em trong Chúa khác nhau, từ các hội thánh khác nhau tham gia. Nên quý vị là những ai muốn dự trong chương trình này tối thứ năm này thì quý vị có thể liên lạc với mục sư Đông và chúng tôi có thể sắp xếp để đi cùng với nhau đến dự chương trình này. Mục đích là để có anh em trong Chúa có thể thông công với nhau và gặp gỡ nhau và để thờ phượng tôn vinh Chúa. Tuần tới thì hội thánh chúng ta sau giờ nhóm thì chúng ta sẽ có buổi thông công với hội thánh Mỹ. Hội thánh chúng ta ân đã ký check và trả tiền hết rồi, quý vị chỉ đến tham gia thôi để thông công cùng anh em chúng ta trong hội thánh và hội thánh Mỹ. Lý do là anniversary của mục sư trưởng là mục sư Mark của hội thánh Mỹ, nên chúng ta thường tạo mọi cơ hội để chúng ta cũng kết nối với nhau. Chúng ta biết rằng gia đình của Chúa không phải là người Việt Nam không, gia đình của Chúa là khắp nơi trên thế giới. Nên trong Khải Huyền nói rằng tới cái thời điểm mà cuối cùng mà thời vượng Chúa có nhiều dân tộc, mọi sắc dân, mọi tiếng, mọi thứ tiếng đều đến để thờ vượng Chúa. Nên chúng ta biết rằng tin lành của Chúa là cho cả thế giới này. Và đến cuối cùng thì cái phần thông báo cuối cùng là sau giờ nhóm này thì gia đình Ân Vi có mời tất cả hội thánh đến gia đình Ân để thông công với nhau. Và Vi hôm nay thì nấu ăn bị trục trặc tí xíu nên đang nhóm online với quý vị, đang chỉnh sửa cái phần nào thức ăn đó ăn không biết, nhưng mà hy vọng là chỉnh sửa xong rồi thì quý vị sẽ vui vẻ thông công và thưởng thức những cái thức ăn mà gia đình Ân Vi chuẩn bị sẵn sau buổi nhóm khi quý vị nhóm xong. Và giờ này thì anh sẽ đọc lời Chúa trong sách Mác đoạn 6 từ câu 7 tới câu 13 trước khi mục sư chúng ta chia sẻ lời Chúa. Trong sách Mác đoạn 6 từ câu 7 cho tới câu 13. 12 sứ đồ được sai phái. Ngài gọi 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi và ban cho họ thẩm quyền trên uế linh. Ngài truyền cho họ khi đi đường, ngoài cây gậy đừng đem theo gì hết, không bánh, không bao bì, không tiền túi, chỉ mang dép, không mặc hai áo. Ngài dặn họ khi các con vào một nhà nào, hãy cứ ở đó cho đến lúc ra đi. Nếu có nơi nào người ta không tiếp và cũng không nghe các con thì hãy đi khỏi đó, phủi bụi nơi chân mình như một bằng chứng nghịch lại họ. Vậy các sứ đồ ra đi rao giảng rằng mọi người phải ăn năn. Họ đã đuổi nhiều quỷ, sức dầu và chữa lành nhiều người bệnh. Dạ, xin quý vị lắng lòng để nghe sứ điệp là sứ đồ ngày ấy và tín đồ ngày nay qua một sự dân đông. Dạ, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn sư Kinh Anh. Xin chào mọi thánh yêu thương. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta một tuần lễ thật là khỏe mạnh và phước hạnh để hôm nay chúng ta có thể ngồi lại đây để thờ phượng Chúa. Thêm một cơ hội nữa trong cuộc đời chúng ta để được thờ phượng Đức Chúa Trời chúng ta. Điều quý giá vô cùng. Quý vị có đồng ý với tôi điều đó không ạ? Dạ, trước khi tôi bắt đầu đề tài này thì tôi xin welcome một lần nữa với hai tôi không biết ở đây là hai mẹ con hay là hai chị em hay là hai gì tôi không biết ạ.
Dạ hai mẹ con. Dạ vâng ạ, xin cho biết quý danh nè. Dạ, ta tên là Nguyễn Kỳ Sâm. Nguyễn Kỳ Sâm, dạ Sâm. Cô Nguyễn Kỳ Sâm và con gái là Nguyễn Linh Đan. Linh Đan, ồ Linh Đan có nghe được tiếng Việt không hay là cần phải hỗ trợ tiếng Anh thì ở dưới có cái bộ đàm cái ok tốt quá. Dạ cô Sâm và cháu Linh Đan. Dạ. Hội Thánh chúng ta rất là vui vì hôm nay chúng ta có thêm hai con cái Chúa nữa đến để cùng nhóm với Hội Thánh. Một chút nữa chúng ta sẽ biết vì sao hai mẹ con đến đây và làm sao để biết được cái chỗ này của chúng ta. Bởi vì chúng ta là một Hội Thánh vừa mới mở ở thành phố Glendale, chưa có một cái nhà thờ của người Việt Nam nào. Cho nên hôm nay thật là đặc biệt, chúng ta có hai mẹ con đến dự với chúng ta. Một lần nữa chúng ta cho chàng pháo tay, khích lệ cô và cháu, quý báu. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có bài giảng trên núi. Quý vị có nghe bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu rồi phải không? Và ngoài ra quý vị có nhớ cái bài giảng nào nữa không? Bài giảng ở Hồ Galilee. Chúa có nhiều bài giảng lắm, phải không à? Nhưng mà hôm nay chúng ta nghe một loại bài giảng thật là đặc biệt. Đó là bài giảng ủy thác. Bài giảng ủy thác có nghĩa là gì thưa quý vị? Bài giảng ủy thác đó là một cái sự trang bị của Chúa trước khi Chúa Giê-xu trở về với Đức Chúa Trời. Và trước khi Ngài đi thì Ngài không có giữ lại tất cả những gì của Ngài, nhưng Ngài bán lại cho môn đồ của Ngài. Và Ngài dạy dỗ họ rất kỹ. Khi tôi suy gẫm lời Chúa qua cái phân đoạn Kinh Thánh này thì tôi thấy Chúa chúng ta chu đáo quá. Trước khi Chúa ra đi, Chúa trở về với Đức Chúa Trời và sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở thiên đàng á, thì Chúa hứa rằng Ngài ở cùng chúng ta. Nhưng mà cái lời hứa đó không chỉ là ở cùng, nhưng mà Ngài còn bày tỏ quyền năng của Ngài cặp theo để làm cho vững đạo. Thì cái cách của Chúa thật hay. Chúa giảng ủy thác có nghĩa là Chúa trao cái quyền cho các sứ đồ, các môn đồ để họ nhận lãnh cái điều đó, rồi họ có thể thay thế chỗ của Ngài. Chúng ta thường thường chúng ta thấy có cái tình trạng là giấu nghề. ai mà nấu cái gì ngon hay là ai mà làm cái gì thật là hấp dẫn thì nó có gọi là bí truyền, chỉ giao cho con cái thôi chứ không có người ngoài, và thật tốn rất nhiều tiền. Tôi không biết là anh chị Tịnh Hồng á có bí truyền gì không, mà tôi thấy mấy bữa nay đắt lắm à, cứ gọi điện là đang lái xe giao hàng, giao đồ ăn. Ở đây tôi không có quảng bá gì anh chị đâu, nhưng mà anh chị mới sang là đã có nhiều người biết đến tài nấu ăn rồi, thì chắc là có cái bí quyết gì đó mà chúng tôi cũng không dám hỏi. Nhưng mà hỏi thì chắc là khai hết. Dạ vâng. Bởi vì tại sao? Tại vì chúng ta là những người có Chúa, cho nên chúng ta không có giấu nghề. Chúng ta dĩ nhiên chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm của chúng ta. Và ở đây tôi muốn nói đến cái điều Chúa Giê-xu đã làm, đó là tại vì Chúa Ngài trở về, Ngài ủy thác những gì Ngài đã làm trên đất này. Và thưa Hội Thánh, Chúa ủy thác quyền năng của Ngài mà chúng ta vừa mới đọc trong cái bản văn vừa rồi đó. Có thể chúng ta sợ lắm, chúng ta nói sao con đủ quỷ được, sao con chữa lành được, sao con làm chứng được. Con vốn là một người hiền thục, nhút nhát và không muốn làm gì hết. Cho nên bây giờ sao đây, khó cho con. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa có cách, từng cách, từng cách một. Và chúng ta sẽ thấy mình ở trong cái câu chuyện này buổi sáng hôm nay. Dạ vâng. Tôi muốn thưa quý vị rằng Chúa Giê-xu Ngài trao hết tất cả những cái uy quyền của Ngài, quyền hành của Ngài, ủy thác cho chúng ta để chúng ta có thể thay thế Chúa ở trên đất này, làm công việc của Ngài. Quý vị nhớ hai chữ thay thế nha. Để chúng ta nhớ, chúng ta nhắc lại, lặp lại đi hai chữ thay thế. Thay thế. Vâng, chúng ta nhớ, việc Chúa làm đó là việc muốn chúng ta thay thế công việc của Ngài trên đất này. Và dĩ nhiên không có Chúa chúng ta không làm gì được đâu, thưa quý vị. Vâng, hôm nay thì chúng ta sẽ nói cái đề tài này qua ba điều. Thứ nhất đó là tính chu toàn trong sứ mạng Chúa giao. Khi Chúa giao cho chúng ta một sứ mạng á, Chúa chúng ta rất là chu toàn. Cũng giống như cách mà quý vị dạy con của mình đó, mình dạy nó từng tí ha, phải không chị Sâm? Chị Sâm dạy con từng tí ha. Và sau này chúng ta cũng dạy con của mình. Dĩ nhiên chúng ta đang dạy con của mình từng cái một để mà nó có thể thay thế chúng ta, nó có thể làm vừa lòng chúng ta, nó có thể làm cho chúng ta hãnh diện đi đâu đó, con tôi đó, thành công của con tôi đó. Còn nếu mà thất bại hay gì đó thì chúng ta cũng nói con tôi nó nhà hiệu à. Bởi vì chúng ta có thiếu sót, cho nên từ từ chúng ta sẽ dạy sao, hướng dẫn sao. Nhưng cái cách chúng ta là, Chúa của chúng ta là chu toàn
trong cái chiếu mạng mà Ngài giao cho chúng ta, chu toàn như thế nào, chúng ta sẽ nói trong phần thứ nhất. Phần thứ hai là cái tính tập thể cho sứ mạng. Người Việt Nam chúng ta có câu rất là hay: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Và trong cái sứ mạng Chúa giao chúng ta, chúng ta không thể nào làm một mình được. Hội thánh của Chúa mở ra ở bên Mỹ này đó, đến bây giờ đã có 400 hội thánh rồi, thưa hội thánh, thưa quý vị, từ các hệ phái khác nhau, trên 400 hội thánh. Nhưng mà không phải bởi một con người tài năng nào cả, bởi vì tất cả chúng ta, những người xa xứ, chúng ta yêu Chúa, và chúng ta, ngay cả hội thánh này cũng vậy. Một mình tôi, ai mà nói ông mục sư mở hội thánh, không, nhiều anh chị em mới có hội thánh, một người không thể làm được. Ở đây Chúa dạy chúng ta về cái tính tập thể. Khi chúng ta được Chúa cứu, chúng ta mở hội thánh của Chúa, ta làm công việc Chúa thì không thể nào làm một mình được. Dẫu rằng Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta, nhưng Chúa dạy chúng ta là không làm một mình được. Tại sao? Chúng ta sẽ nói trong phần thứ hai. Điều cuối cùng mà chúng ta sẽ học hôm nay đó, phần thứ ba đó, là tính cấp bách của sứ mạng. Cái sứ mạng là công việc của Chúa, chứ không phải công việc của chúng ta. Nói đến sứ mạng á, là của Chúa. Nhiều khi mình nói hội thánh của tôi, hay là công việc Chúa giao cho tôi, mà thật ra chúng ta đang làm công việc của Chúa, đó gọi là sứ mạng. Và chúng ta sẽ thấy được cái tính cần thiết và cấp bách như thế nào. Hôm nay chúng ta học bài này xong rồi, thì chắc là chúng ta gặp ai chúng ta cũng kéo tới: ê, biết chuyện gì chưa, quá Chúa sắp đến rồi, bạn có tin Chúa chưa? Sứ mạng Chúa giao chúng ta nó cấp bách như thế nào? Chúng ta đi qua phần thứ nhất, tính chu toàn trong sứ mạng. Thứ nhất, chúng ta thấy Chúa chúng ta rất là chu đáo ở trong câu số 8, phải không ạ? Tôi xin được đọc lời Chúa trong câu 8. Trở lại với lời của Chúa đây cho rõ ràng, chúng mình dễ đọc ha. Đây, câu số 7 tôi sẽ nói cái phần cuối cùng, nhưng mà câu 8, tôi bắt đầu từ câu 8 đã. Ngài bảo họ đừng đem gì theo cho cuộc hành trình ngoại trừ một cái gậy, không bánh, không túi đi đường, không tiền bạc trong thắt lưng, chỉ mang một đôi giày và không mặc hai chiếc áo. Rồi, câu 8 của 9 thôi đó. Khi mà quý vị đọc tới đây, quý vị suy nghĩ gì? Này, tự nhiên cái mình nhìn về cõi xa xăm lắm, mình nói cái này chắc cho môn đồ hồi xưa với sứ đồ hồi xưa, chứ con sao chịu được. Con giờ có iPhone, con có phone, con có iPad, con có đủ thứ hết trơn. Còn có nguyên cái vali, đi hầu bị Chúa đem nguyên cái vali theo. Tại vì nó đủ thứ trong đó, cần thiết cho con chứ. Nhưng mà thưa hội thánh, thì lúc đầu Chúa dạy các sứ đồ và các môn đồ của Chúa là gì? Không có đem gì hết trơn á, đem đủ thôi. Tại sao vậy? Chúng ta suy nghĩ về điều này. Và cái tựa đề mà tôi đặt cho cái bài này, cái tựa đề phụ đó, sứ đồ ngày ấy, tín đồ ngày nay, nó có một cái mối liên hệ như thế nào? Không phải là Chúa dạy các sứ đồ và môn đồ hồi lúc đầu là như vậy, thì bây giờ chúng con chỉ kỷ niệm Chúa thôi, chúng con chỉ nghe lại câu chuyện này, nghe nó khích lệ thôi. Không, nó có một cái mối dây liên lạc giữa cái nhiệm vụ của sứ đồ và môn đồ ngày ấy, 2000 năm trước, cho đến ngày hôm nay. Nó vẫn còn, thưa hội thánh, nó vẫn còn cái trách nhiệm đó đó. Nó chỉ là mẫu, khuôn mẫu và gương cho chúng ta thấy rằng Chúa còn làm nhiều hơn nữa, thưa hội thánh. Và chúng ta nói điều thứ nhất, tại sao Chúa lại dặn cái môn đồ đem rất hạn chế như vậy? Bởi vì điều đầu tiên, Chúa chu toàn cho họ trong cái vấn đề tin cậy Đức Chúa Trời. Sự trang bị cần thiết thôi, sự trang bị cần thiết cho một người hầu việc Đức Chúa Trời, đó là phải tin cậy Đức Chúa Trời. Khi họ đi ra thì họ dễ dàng để ý, không biết ở nhà mình sao, rồi mình ngày hôm nay cũng vậy, khi chúng ta đi ra rồi không biết công việc con như thế nào, con đi làm rồi con bỏ công việc, có những người đang đi làm tiền lương lớn nhiều lắm mà Chúa gọi họ, rồi không biết Chúa làm việc như thế nào, rồi họ hy sinh cả cái công việc của họ. Tôi đang nói cái điều lớn đó, còn cái điều nhỏ hơn là khi mà chúng ta được Chúa gọi đi đó, Chúa không có muốn chúng ta phải suy nghĩ và dựa vào cái nhu cầu của chúng ta. Chúng ta chú tâm vào cái vật chất, và cái điều đó nó có thể làm sao lãng cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Và điều Chúa dạy là họ không được đem hành lý dư thừa, tại vì khiến cho họ phải mang cái gánh nặng. Thưa anh chị em, điều mà Chúa dạy họ rất chu toàn, mà chúng ta không có nghĩ rằng sao mọi quá chu toàn như vậy. Tại vì cái việc này là cái việc về vấn đề cá nhân. Nhưng mà tại sao Chúa dạy họ như vậy? Bởi vì một điều thôi, chúng ta nhớ rằng khi chúng ta bước ra,
Chúa tập chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời. Anh em chị em đi đâu, hãy nhớ một điều rằng hãy tin cậy Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của Ngài. Chúng ta đem theo nhiều đồ đạc lắm, chúng ta đem nhiều thứ trong cuộc đời chúng ta lắm, nhưng mà có một điều chúng ta cần, đó là sự tin cậy Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, điều này cũng nhắc cho chúng ta một cái mối liên quan đến việc trang bị lời Chúa cho Hội Thánh, cho chúng ta. Các sứ đồ được trang bị và chúng ta cũng được cần được trang bị như thế. Thưa Hội Thánh, nếu như Chúa dạy các sứ đồ rằng, các môn đồ rằng họ không được đem nhiều đồ, Ngài dạy họ từng tí, thì ngày hôm nay Chúa cũng dạy chúng ta rằng phải học cái gì, phải bỏ cái gì. Và những cái lớp kinh thánh, những cái lớp huấn luyện trong tuần của Hội Thánh mà chấp sự Thiên Ân vừa mới thông báo chúng ta đó, đó là những cái điều cần thiết để chúng ta sắp xếp thời gian chúng ta tham gia. Thưa Hội Thánh, chúng ta thấy gọi tại sao gọi là các sứ đồ, bởi vì các sứ đồ theo chân Chúa, họ ngồi dưới chân Chúa để học kinh thánh mỗi ngày, và Chúa truyền đạt cho họ những cái giáo huấn như chúng ta đang học ở đây. Trong tuần lễ chúng ta làm việc, chúng ta có thời giờ đó không? Chúng ta có tham gia những cái buổi học kinh thánh của Hội Thánh không? Bởi vì cái buổi học kinh thánh của Hội Thánh rất là quan trọng. Sáng Chủ Nhật thì chúng ta được học nghe giảng, nhưng mà trong tuần chúng ta có những cái lớp học kinh thánh để chúng ta được trang bị, chúng ta được học thêm lời của Chúa. Giống như vậy nè, Chúa dạy từng tí, thì những cái buổi học kinh thánh trong tuần cũng sẽ dạy chúng ta từng tí trong cuộc sống của chúng ta. Chúa chu toàn ở trong chức vụ, và Ngài muốn chúng ta cũng hãy chu toàn trong đời sống của mình theo Chúa. Hãy tham gia những buổi học kinh thánh, hãy tham gia những buổi cầu nguyện buổi sáng. Đây là lời kêu gọi mà các sứ đồ, các môn đồ của Chúa 2000 năm trước đã trải qua, thì ngày hôm nay nó có một cái liên đới với chúng ta, nó cũng có liên quan đối với chúng ta. Có một gần đây thì có một một vị chức sắc trong tôn giáo, ông nói rằng kinh thánh chỉ dành cho giới tăng lữ. Tôi nghe thì tôi suy nghĩ nhiều lắm, bởi vì khi mà nói như vậy đó, kinh thánh mà chỉ dành cho giới tăng lữ thì như vậy thì làm sao chúng ta hiểu được lời Chúa? Lời Chúa là cho tất cả mọi người. Và đó là lý do mà Martin Luther cách đây 500 năm ông ta đã dịch kinh thánh từ tiếng Latin sang tiếng Đức. Và nhờ như vậy chúng ta mới đọc lời của Chúa, chúng ta hiểu lời của Chúa. Lời Chúa là cho cá nhân chúng ta. Khi Chúa Giêsu tạo dựng nên Adam và Eva trong vườn Ê-đen thì Ngài muốn nói chuyện trực tiếp với Adam và Eva. Thưa Hội Thánh, đó không ạ? Ngài nói với họ vào mỗi buổi chiều. Chúng ta đọc cái câu kinh thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 1 đó, chúng ta thấy Chúa muốn từng cá nhân có mối liên lạc với Ngài, thì lời của Chúa cũng vậy cho mỗi chúng ta. Ngài chu toàn, Ngài dạy chúng ta ở trong sự tin cậy nơi Chúa là như vậy đó. Lời của Chúa được chép trong Philip đoạn 4 câu 19 khích lệ chúng ta tin cậy Chúa rằng: Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có tin điều này Chúa phán cho mỗi chúng ta không? Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em. Một tác giả Thi Thiên nói rằng: trước tôi trẻ về đã ra, đã già, nhưng tôi chưa hề thấy người công bình của Chúa đi ăn mày. Bởi vì người đó tin cậy Đức Chúa Trời, không sợ đói. Và khi chúng ta bước ra hầu việc Chúa thì Ngài lo cho chúng ta, Ngài chu cấp cho chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa không muốn chúng ta đem nhiều cái thứ lĩnh kỉnh theo hành trang hầu việc Chúa của chúng ta là như vậy đó. Điều thứ hai, đạo đức cần thiết để giữ thanh danh đạo Chúa. Vấn đề đạo đức quan trọng lắm, thưa Hội Thánh. Xin cầu nguyện cho giới mục sư truyền đạo trong Hội Thánh, vì ngày hôm nay rất nhiều lắm, rất nhiều lắm, thưa Hội Thánh. Bởi vì nhiều cái hoàn cảnh, bởi vì những sự khó khăn về vật chất, cám dỗ về thế gian, nên là chúng tôi cần được cầu nguyện. Và cái điều đầu tiên mà chúng ta để ý đi, Chúa dạy các môn đồ đó, Chúa dạy về đạo đức cho họ. Chúng ta để ý nha, khi các ngươi được nhà nào tiếp á, thì hãy ở đó cho đến khi rời thành đó. Nó chứa đựng một cái sự dạy dỗ sâu nhiệm của Chúa về vấn đề đạo đức. Tôi nói trước điều này để họ tự nói triển khai thêm. Ngụ ý của sự dạy dỗ này là họ sẽ đối diện với lòng hiếu khách theo văn hóa Đông Phương lẫn sự ghen ghét của người đời. Văn hóa Đông Phương là thích tiếp khách, và có nhiều tăng lữ, có nhiều người hầu Chúa ở trong Chúa, nhưng mà ở ngoài các ngoại dân ngoại bang lúc bấy giờ thì các giới tăng lữ theo cái văn hóa Đông Phương đó rất là được yêu chuộng, và họ chào đón ở trong các thành, và bởi vì cớ đó được nuông chiều cho nên bị hư hỏng.
Nên thưa hội thánh, Chúa dạy các sứ đồ mà môn đồ đó không phải chỉ dạy cho họ đâu mà dạy cho chúng ta nữa. Đừng dễ cho phép mình trở nên nuông chiều ở trong cái sự kêu gọi của Chúa, nhưng mà chúng ta phải khép mình ở trong đạo đức mà Chúa gọi chúng ta. Cái điều này không chỉ chia sẻ cho những người lãnh đạo hội thánh mà cho tín đồ nữa, thưa hội thánh. Trong sự quan hệ kết nối, chúng ta thực hết sức cẩn thận ở trong điều này. Và Chúa dạy hội các sứ đồ và môn đồ để chi? Để giữ được thanh danh của đạo Chúa. Ngày hôm nay đạo Chúa phải được lấy lại cái thanh danh đó ở tại Hoa Kỳ này, ở tại Việt Nam nữa. Bao nhiêu những sự đổ nát, thất bại, thì chúng ta phải xây dựng lại thanh danh của đạo Chúa bằng đời sống đạo đức của mình. Ở đây tôi trở lại trong cái ý dạy là khi các ngươi được vào nhà nào tiếp đó, thì hãy ở đó cho đến khi rời thành ấy. Chúa có sự dạy dỗ đó là các môn đồ không được kén chọn phải ăn hoặc ở đâu, ăn gì hoặc ở đâu. Tại vì cái đó chúng tôi dễ bị rơi vào lắm. Người hầu bị Chúa muốn đãi mình một cách tốt nhất mà, cho nên Chúa dạy chúng ta ngay từ đầu về điều đó. Họ đến nơi đó để làm kẻ tôi tớ hữu ích, chứ không phải để làm những vị khách cần được nuông chiều. Tôi muốn để ý, quý vị để ý chuyện này. Không chỉ các sứ đồ, các môn đồ đâu mà chính chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi hầu việc Chúa là chúng ta trở nên kẻ tôi tớ hữu ích cho Chúa ở cái chỗ nào đó mà Chúa gọi chúng ta, chứ không phải chỉ để chúng ta được nuông chiều, thoải mái ở trong việc đó. Cho nên thưa thánh, ở chỗ này đó tôi bắt đầu liên quan tới dân sự của Chúa. Không chỉ là các mục sư truyền đạo, những người có chức sắc ở trong hội thánh, trong vị trí hầu việc Chúa đâu, mà là tất cả chúng ta. Hãy làm gương, hãy là một tôi tớ phục vụ. Cho nên Chúa dạy các môn đồ về tinh thần tôi tớ trong Luca. Và tôi nhớ trong đoạn 17 đó có chép đó. Khi các ngươi làm được điều gì đó xong rồi đó, thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích. Tại vì chúng tôi làm là điều chúng tôi phải làm. Đó quý vị thấy không? Chúng tôi được nhắc nhở nhiều lắm trong vấn đề đạo đức, thưa hội thánh. Về vấn đề tiền bạc, về vấn đề tình cảm. Còn hội thánh thì sao? Còn dân sự Chúa thì sao? Đâu chỉ những người chức sắc, những người ở trong, những người lãnh đạo, nhưng mà đời sống tín đồ cũng phải làm gương nữa, thưa hội thánh. Chúng ta nhớ điều này. Cho nên Chúa, chúng ta thấy Chúa chúng ta chu toàn ở trong cái sứ mạng đó, là Ngài dạy về vấn đề đạo đức nữa. Chúng ta cẩn thận về cái điều này. Họ không mang túi ở trong câu 8. Tôi đọc câu 8 cho quý vị nghe. Ngài bảo họ đừng đem gì theo cho cuộc hành trình, ngoại trừ một cây gậy, không bánh, không túi đi đường, không tiền bạc trong thắt lưng, không có cái gì hết trơn. Tại sao quý vị biết không? Họ không mang túi nha, để tránh thói xấu, tham lam và vơ vét như các thầy tư tế ngoại bang thường làm khi đi hành đạo. Cái chuyện này có thật à. Tôi đọc lịch sử thì tôi thấy có một số các thầy tư tế mà ngoại bang hồi xưa đó, có cái câu chuyện này có thật. Có anh này mỗi lần ảnh đi, ảnh đem 70 cái túi, đựng toàn là vàng bạc, châu báu không. Tại sao vậy? Tại vì ảnh người ngoại bang à, không có phải là ở trong Chúa, ở trong người Do Thái. Anh đem 70 cái túi đó, tiền bạc vàng bạc không à, anh đem về là với cái mục đích đó, là người ta dâng cho thần tượng, rồi anh ta có nhiệm vụ là thu gom về đem vô các chùa miễu của các ngoại bang. Nhưng mà cuối cùng anh ta bị chánh quyền lúc bấy giờ bắt giữ, là bởi vì anh ta quá giàu có và anh ta biển thủ hết tất cả những cái số tiền đó. Quý vị thấy không, ở đây tại sao chú không cho đem túi? Túi ở đây á là gì? Họ để cái túi ở đây đó, trong cái tiếng Hy Lạp đó, nó là chiếc bao quyên góp. Cho nên khi mà Chúa nói cái chữ túi ở đây đó, là nhớ rằng không phải chúng ta đi mà đem theo nguyên cái vali để quyên góp. Nguyên cái túi để mà quyên góp. Nó vấn đề đạo đức ở chỗ này. Tại vì có những người đi là gom góp, và cuối cùng họ đem về cho mình. Đạo đức trong sự hầu việc Chúa, thưa hội thánh, không chỉ cho sứ đồ và môn đồ, nhưng cho tín đồ ngày hôm nay. Cho nên nó có cái tựa rằng sứ đồ ngày đó, ngày ấy, và tín đồ ngày nay, nó có sự liên quan đến nhau như vậy. Quý vị ơi, hãy giữ cho thanh danh đạo Chúa, và đừng để hai cái chữ tham lam đó nó làm cho đạo Chúa bị ô uế. Nhớ về điều này, thưa hội thánh. Đó. Rồi tại sao chỉ được mang gậy? Có một chỗ thì là Luca và Matthew là không mang gậy nha. Tại sao? Tại vì Luca và Matthew á, cái bản văn cùng một cái sự dạy dỗ này họ không mang gậy. Tại vì đối với Luca và Matthew, cái gậy đó là để tự vệ. Cho nên họ list ra cái điều Chúa dạy đó, họ nghĩ cái cây gậy đó là để tự vệ. Nhưng mà cái cây gậy ở đây đó chỉ được mang gậy là cái cây gậy của người trang bày. Mà cái cây gậy của người trang bày không phải là để đánh chiên.
có nhiều người hiểu lầm mà bỏ chạy. Cây gậy của người chăn bầy nó có cái móc để khi mà chiên sắp sửa rớt xuống hố á, thì kéo chiên lại. Chiên bị thương á, thì sức cho chiên. Tôi không có cái clip này, tôi chiếu cho quý vị cái clip này. Có những cái con chiên mà nó hư hỏng á, nó hút luôn cả người chăn té luôn. Nhưng mà người chăn đứng dậy phủi, chưa có sáng mắt, chưa có định thần, cái đứa nào nó chơi mình, nó hút tiếp nữa. Đó, quý vị, cây gậy của người chăn bày là an ủi chiên, yêu thương chiên. Tôi đang nói cho chức vụ, nhưng mà bây giờ chúng ta đi ra mà mang gậy không phải để xử người khác, nhưng mà gậy đó để an ủi người khác. Quý vị sẵn sàng an ủi người khác không? Khi mà chúng ta thấy ai đó mà sắp sửa mà lọt hố á, chúng ta sẽ lấy cái cây đó để chúng ta móc lại. Cái cây đó hay lắm, cái cây nó có móc xuống vậy nè, rồi móc cái cổ chiên đó, chúng ta kéo chiên nó lại từ từ, mà kéo chiên lại để chúng ta sức dầu cho nó, chứ không phải ồ con chiên này chiên hoang mình lèm mình làm thịt nguy hiểm lắm à. Cho nên thưa hội thánh, chúng ta có cái bản văn thì không được mang gậy lên cái gậy đó. Trong Matthew và Luca chúng ta đọc, chúng ta sẽ thắc mắc đó, tại sao chỗ bản văn này ghi là không được mang gậy, không có mang gậy, tại vì cái gậy đó là cái gậy tự vệ. Trong cái tư tưởng của hai sứ đồ đó là như vậy, mang môn đồ là như vậy. Nhưng mà Mark thì chú dạy thì ông đó mang cái gậy đó là cái gậy an ủi và chăn chiên. Sự dạy dỗ năm xưa có liên quan đến đến sống đạo đức của tín hữu ngày hôm nay. Chú dạy chúng ta là muối của đất và ánh sáng của thế gian, đơn giản là như vậy. Quý vị nhớ sự dạy dỗ Chúa. Quý vị thấy Chúa chiêu toàn trong sứ mạng không? Khi Chúa sai chúng ta thì Ngài dạy về đạo đức, Ngài dạy về sự tin cậy Chúa, đơn giản như vậy. Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói, vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Khi chúng ta đi ra, chúng ta sống giữa đời nha. Ở đây tôi chưa có nói đến là chúng ta được sai đi để giảng đạo đó, nhưng mà chúng ta đi ra xã hội, chúng ta làm neo, chúng ta làm trong hãng xưởng, chúng ta ship hàng, chúng ta đem ship đồ ăn, vân vân. Có hôm qua có anh Tịnh kể cho tôi nghe, có anh xăm trên đây xuống, xăm trên đây ra, kia ra, rồi thay vì đưa tiền, ảnh nói đưa có nhiêu đó thôi, chuyển tiền sao được không, thì phải làm sao, phải không ạ? Lúc đó chúng ta không có móc gậy ra để tự vệ, nhưng mà nghe anh kể lại tôi cũng thích, yên lặng đành chịu thôi, chứ giờ có làm gì được đâu, phải không ạ? Nhưng mà lỡ có bị gì thì sao, cũng yên lặng thôi. Nhưng Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan, và anh có cái sự khôn ngoan. Quý vị muốn biết á, quý vị nghe cái câu chuyện này sau bài giảng, anh có các sự trí thông minh lắm. Nhớ đặt hàng anh chị. Cảm ơn Chúa. Thưa hội thánh, chúng ta học ở đây, Chúa dạy chúng ta rằng khi chúng ta đi ra trong thế gian đó, chúng ta phải được trang bị, và cái điều trang bị Chúa trang bị cho chúng ta. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời, và chúng ta hãy giữ đời sống gương mẫu và đạo đức, giữ cho thanh danh đạo Chúa. Thưa hội thánh, khi mà lỡ làm cho Chúa buồn, lỡ làm cho nên chúng ta thất bại, thì hãy ăn năn trong tro bụi. Hãy xin Chúa tha thứ, con không muốn làm điều đó, con lỡ rồi, xin Chúa tha thứ cho con. Và chúng ta được tha thứ, cảm ơn Chúa. Điều thứ hai là cái tính tập thể trong cái sứ mạng Chúa giao chúng ta. Chúng ta không thể làm việc một mình được. Thứ nhất chúng ta học ở đây là trong câu 7. Ngài gọi 12 sứ đồ đến và bắt đầu sai họ đi ra từng đôi một. Chứ không có nói là sai ra một anh, một chị thôi. Một anh thôi. Ra một anh thôi, một bạn thôi, một ông thôi. Không có, Chúa sai ra từng đôi một. Và chúng ta thấy ngày hôm nay á, cảnh sát khi mà họ đi làm đó, hai chiếc tới không à, không có một chiếc đâu, họ gọi hai chiếc trở lên nguyên bày tới bu lại. Mình nói ủa sao rảnh chứ vậy, không đông như vậy nó mới trấn áp được tội phạm, phải không ạ? Là chúng ta đi hai người lúc nào cũng cẩn thận cũng tốt. Có một sư David Choi-Lung-Gi, ông qua đời rồi, ông nói rằng khi ông hầu việc Chúa mà ông đi xa đó, mà không có vợ ông đi á, thì ông book một cái vé cho một thanh niên hay là một chấp sự đi chung với mình. Tại vì khi đi đến khách sạn nó có phức tạp lắm, đi trong những cái chuyến đó thì ông cần có một người ở chung với ông để mà giữ gìn cái đạo đức của một người hầu việc Chúa. Tôi học cái điều đó, tôi quý cái điều đó lắm. Và đi hai người thì có một người cầu thay cho mình. Ở đây chúng ta trở lại với bản văn này. Các môn đệ của Chúa được sai đi ra từng đôi, nếu đi riêng lẻ họ có thể đến nhiều khu vực hơn trong xứ. Đây là cái lợi của một người đi lẻ. Nhưng đây không phải là kế hoạch của Chúa.
thuộc trước cụ thể. Một lợi điểm khi ra đi từng đôi một là họ có thể hỗ trợ và khích lệ nhau, nhất là khi họ bị người khác từ chối không tiếp. Thì cái chỗ này chúng ta khích lệ an ủi lẫn nhau. Quý vị ơi, nhiều khi chúng ta có cái hữu sự gì chúng ta có một mình á, chúng ta cô đơn, thấy cô đơn, cái cảm giác cô đơn. Nhưng mà có hai mình á, thì cái mình kia á sẽ an ủi chúng ta, khích lệ chúng ta. Ít khi nào mà hai mình cùng xuống dốc á. Hỗ trợ. Dạ. Phải không ạ? Cần hai người với nhau để mà ở đây Chúa dạy chúng ta là hãy hỗ trợ và cùng làm việc với nhau. Vậy sự dạy dỗ của Chúa là sức lực của chúng ta vốn đến từ Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đáp ứng rất nhiều nhu cầu của chúng ta qua mọi việc chúng ta cùng làm việc với những người khác. Khi chúng ta học về Chúa, đừng tìm cách làm việc một mình. Đây là nguyên tắc mà Chúa dạy chúng ta. Hỏi ở đâu? Đây nè, Chúa sai từng đôi. Tại sao mình làm việc, thích làm việc một mình vậy? Tôi có thể kết hợp với cái chương trình hồi nãy chúng ta coi đó. Một hội thánh có thể làm việc một mình được, tổ chức một chương trình, nhưng mà khi mà họ gọi tôi để giúp đỡ cho họ, bởi vì cái khả năng âm nhạc họ bị giới hạn, và tôi đến tôi giúp cái vấn đề âm nhạc cho hội thánh, thì hội thánh được khích lệ lắm, hội thánh được an ủi, hội thánh Phục Hưng, rồi có hội thánh Greenfield nữa. Và tôi nhắn một cái tin cho các mục sư trong vùng luôn: các ông ơi, thứ năm 28 tây này nè, 28 tây tháng 9, thì xin các ông đến nha, nè, cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi. Là khi các ông có chương trình gì, các ông hú tôi cũng đến nữa. Dạ. Chúng ta hỗ trợ làm việc, đây là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ, đừng hầu việc Chúa một mình. Hãy kết hợp với một người và cùng lo công việc của Chúa. Hãy kết hợp với nhiều hội thánh để công việc Chúa được mở mang hơn, chứ đừng làm việc một mình. Amen. Lại nếu có kẻ ở một mình thì bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó. Một người một sợi dây bệnh ba lấy làm khó đức, ở trong truyền đạo đoạn 4:12. Vâng, đây là lời nói khôn ngoan của Solomon đó. Ông cũng đã nhận ra điều này và dạy dỗ lại hậu tự của mình, hậu thế, về cái việc làm việc hai người. Một sợi dây ba tao lấy làm khó đức. Vâng, chúng ta đi tới cái phần nhỏ nữa, đó là vững tâm khi bị người khác khước từ. Một trong những cái tính tập thể cho cái sứ mạng đó là chúng ta vững tâm khi mà bị khước từ. Ở đây chúng ta thấy có một sự khước từ là: nơi nào không hoan nghênh các ngươi hoặc từ chối nghe lời các ngươi, khi rời nơi đó hãy phủi bụi đã dính dưới chân các ngươi để làm chứng nghịch lại họ. Ở đây Chúa dạy về cái sự đoàn kết, cái sự an ủi, và phải làm gì khi bị khước từ. Và chúng ta nhớ một điều, khước từ á, khi mà chúng ta bị từ chối, nó không phải là dấu hiệu của sự thất bại. Cho nên chúng ta hãy tiếp tục khích lệ lẫn nhau. Nhiều khi mình bị người ta từ chối, khi mình kêu gọi người khác tin Chúa đó, người ta không tin Chúa, nhưng đừng có bao giờ có cảm giác là buồn hay thất bại rồi, mình không có ơn. Đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Đó không phải là thất bại, đó là cái quyết định, cái đó là cái quyền tự do của một người. Họ quyết định đến với Chúa là do họ, chứ không phải là chúng ta có quyết định giùm họ. Chúng ta quyết định giùm họ mới nguy hiểm á. Chúng ta đẩy họ lên, chúng ta kéo họ lên, cuối cùng họ cản, họ cãi lại chúng ta, và họ sẽ đi ngược lại, họ kiện chúng ta nữa. Cho nên khi mà hội thánh có người muốn biết về Chúa đó, chúng ta đến, chúng ta nói về Chúa cho họ nghe, kêu gọi họ, đưa họ đến với Chúa, thì chúng ta đừng kéo lôi họ, chúng ta giúp đỡ cho họ hiểu lời Chúa, rồi khi mà họ sẵn sàng mở lòng rồi, chúng ta đưa họ đến với Chúa. Vì đây là cái sự tự do. Nhưng mà nếu mà họ khước từ á, đừng có bao giờ có cảm giác là mình thất bại rồi. Không có đâu. Thưa quý vị ha. Nếu mà họ tin Chúa thì chúng ta càng được khích lệ nhiều hơn. Quý vị biết tại sao mà Chúa gọi chúng ta phải các cái hành động phủi bụi không? Ở đây không phải là người ta không tin Chúa, mình lấy dép mình lên, mình phủi liền ngay mặt họ. Làm như vậy là không phải. Nhưng mà lời của Chúa, ở đây chúng ta hiểu thêm một chút xíu về các văn hóa là: những người Do Thái ngoan đạo phủi bụi dính dưới chân khi họ đi qua các thành phố hay lãnh thổ của dân ngoại, để chứng tỏ sự phân rẽ của họ khỏi các ảnh hưởng và khối tục của dân ngoại. Người Do Thái thì họ không có thích ảnh hưởng, muốn bị ảnh hưởng bởi những cái thói tục của dân ngoại, cho nên họ phủi bụi. Chúng ta cũng vậy, đó là cái dấu làm chứng rằng tôi đã xong trách nhiệm của tôi với quý vị. Và quý vị khước từ thì chúng ta phải vững vàng lên, người khác ủng hộ chúng ta, người kế bên khích lệ chúng ta an tâm, nhưng mà chúng ta cũng phải có hành động rằng tôi vững vàng
và tôi đã làm xong cái phần của tôi rồi. Nghe không quý vị? Quý vị vững vàng lên chứ không, mình không có ơn, mình thiếu ơn, mình sao mà kỳ dữ vậy, thôi giao cho người khác đi. Con không có ơn đó, con chỉ cần món ăn thôi, ơn tiếp khách, ơn lái xe giúp đỡ người khác thôi. Vân vân và vân vân. Thì không phải, ai trong chúng ta, Chúa dạy các môn đồ đó là chúng ta là tín đồ, chúng ta là môn đồ của Chúa luôn nữa. Sứ đồ, môn đồ và tín đồ cùng có một cái trách nhiệm giống như nhau hết thảy. Dường ấy để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp, họ ghét ta vô cớ, trong Giăng đoạn 15 câu 25. Bí bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Quý vị thấy ai là người nói cái câu này? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có bị từ chối không ạ? Chúa Giêsu có bị phản bội không ạ? Chúa Giêsu có bị mấy người, một vài người rời khỏi hội truyền giáo của Ngài không ạ? Như vậy thì chúng ta có hơn Chúa Giêsu không? Chúng ta có giống Chúa Giêsu không? Dạ, chúng ta khi chúng ta bị thất bại, chúng ta nhớ đến hình ảnh của Chúa Giêsu. Sáng nay tôi suy gẫm lại chỗ này, tôi yêu Chúa quá. Sáng giờ hát mấy cái bài hát toàn là Chúa Giêsu không? Chúa yêu chúng ta. Chúa trải qua hết cái cảm giác cô đơn, bị từ chối, bị phản bội. Mới ăn bánh mình, mới ăn những cái bánh mình, hóa ra kiểu đóng đinh thắng trên thập tự giá, mình coi giận không? Nhưng mà Chúa cũng yên lặng. Chúa còn xin Đức Chúa Trời tha thứ cho họ nữa. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà Chúa gọi chúng ta đến ở trong nước của Ngài và truyền giảng đạo của Ngài ra. Điều cuối cùng chúng ta nói đến tính cấp bách của sứ mạng. Tính cấp bách của sứ mạng. Sứ mạng quan trọng hơn tính mạng. Tại sao tôi nói điều này? Sứ mạng quan trọng hơn tính mạng. Tại sao? Tại vì chúng ta biết rằng á, một cái người bị quỷ ám nè, một cái người bị bệnh nè, hai cái nhóm người như thế này đó, họ cần Chúa hơn bao giờ hết. Quý vị đi ngoài đường, quý vị thấy một người đi chân đất mà ăn đồ bẩn ở dưới đất, quý vị biết rằng Chúa yêu họ lắm không? Rồi họ bị mất trí như vậy tới lúc nào? Đi ngoài đường, quý vị đi đến những cái ngã tư, quý vị thấy những cái người đứng còng xuống vậy, đứng lâu thiệt lâu, lúc đó họ đang phê thuốc đó. Cho nên cái tính cấp bách của phúc âm là như vậy đó. Làm sao cứu họ? Làm sao đem tin lành đến cho những người này? Quý vị có cưu mang không? Phải có người cưu mang, phải có người cầu thai thì Chúa mới có giải pháp, Chúa mới sai người đến. Có thể người đó không phải là quý vị mà người khác, nhưng mà có thể là quý vị nữa. Cho nên cái sứ mạng quan trọng hơn tính mạng là như vậy đó. Chúng ta phải cứu người, chúng ta phải làm sao để đem người đến với Chúa. Bởi vì Kinh Thánh trong câu 13 Chúa nói rằng họ đuổi các quỷ, sức dầu trên người bệnh và chữa lành cho những người ấy. Cái này có phải xảy ra 2000 năm và ngày hôm nay không bao giờ xảy ra không, thưa Hội Thánh? Những cái gì mà chép ở trong Kinh Thánh đó, nó không phải là quyển sách kỷ niệm. Ngày hôm nay chúng ta chỉ thờ phượng Chúa theo những kỷ niệm, theo lịch sử mà chúng ta có. Nhưng mà Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 11 câu 29 là những sự cũ đã chép trong Kinh Thánh để dạy dỗ chúng ta. Chúa dạy dỗ chúng ta để chúng ta tiếp tục cái con đường mà Chúa nói là Ngài ủy thác. Cái bài giảng này là cái bài giảng ủy thác, có nghĩa là Ngài muốn giao lại cho những người có thể thay thế Ngài. Quý vị ơi, quý vị có sẵn sàng thay thế Chúa chưa? Thay thế cái việc Chúa ở trên đất này. Mặc dù Chúa không còn ở đây, nhưng mà Chúa ở trong chúng ta để làm những cái công việc của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa về điều đó. Các môn đồ phải lên đường ngay tức khắc, không cần phải chuẩn bị gì nhiều. À, quý vị thấy không? Mục đích Chúa dạy là đừng chuẩn bị gì chứ, đừng có đem vali, đừng có đem nhiều túi, đừng có đem giày hai đôi, một đôi thôi, đừng đem một chiếc, đem một đôi để mang cho đủ rồi đi. Áo thì đủ thôi, có thắt lưng, cái áo trong, áo ngoài, rồi đi giảng cấp bách, đi nhanh, đi làm cho liền công việc của Chúa. Cái tính cấp bách chúng ta xem cái lời dạy của Chúa nó không có ở cái thời đó đâu, mà cái thời này nó cần nhiều hơn nữa. Có một mục sư ở trong cái đại hội vừa rồi, ông ta nói với Hội Thánh một cái lời thách thức mà tôi rất là thích. Ông ta nói rồi, với 8 tỷ người ngày hôm nay trên toàn thế giới, mỗi năm phải có 1 triệu Hội Thánh được mở ra. Quý vị nổi da gà không? Wow! 8 tỷ người trong cái thế giới ngày hôm nay thì mỗi một năm Hội Thánh phải mở ra thêm 1 triệu nhà thờ mới. Chúng ta cũ rồi. Chúng ta mở từ năm 2018. Bây giờ cũ rồi, bây giờ chúng ta được gọi là hội thánh mẹ rồi. Có thể sanh ra cái hội thánh nhỏ nhỏ rồi, thưa hội thánh. 1 triệu hội thánh, chúng ta của năm 2018 chứ không phải là năm 2023. 2023 đâu, Glendale,
Thành phố này bao nhiêu hội thánh mới được mở lên, không có cái nhà thờ nào hết. Tính cấp bách ở trong sứ mạng là như vậy đó. Bởi vậy Chúa ban quyền năng cho hội thánh từ ban đầu không phải là để cho nó vui, để cho có nhiều cái trang sức của cơ đốc giáo, nhưng mà nó thật sự nó phải cứu cái người đang ở trong cái xiềng xích của ma quỷ. Quý vị ơi, hãy nhìn vào trong cái sự dai dỗ này để chúng ta giải cứu họ. Có những người mê bài bạc lắm, cờ bạc, bán nhà bán cửa, họ cần được giải cứu. Và tôi canh cánh trong lòng làm sao để họ nghe tin lành, làm sao để họ được giải cứu khỏi cái vấn đề cờ bạc. Thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Quý vị có muốn là cái người đó không? Cái người mà làm cho cái người có tội trở lại cùng Chúa và bỏ đường lầm lạc, đúng không ạ? Cho nên lời của Chúa dạy chúng ta, Ngài trang bị cho chúng ta để chúng ta đi ra và kết quả cho Ngài. Thì điều cuối cùng, được Chúa sai đi. Ngài gọi 12 sứ đồ đến và bắt đầu sai họ đi ra từng đôi một. Ngài ban cho họ quyền năng trên các tà linh ô uế. Vậy các môn đồ đi ra giảng rằng mọi người làm sao cho mọi người ăn năn á. Ở trong cái bản cũ là họ đi ra giảng làm sao cho người ta ăn năn á. Ở trong cái bản dịch mới 2011 này thì nói rằng các môn đi ra rao giảng rằng mọi người phải ăn năn, nó nhẹ hơn cái bản kinh thánh truyền thống. Giảng cho người ta phải ăn năn là như vậy. Quý vị ơi, quý vị nói làm sao cho người ta ăn năn trở lại Chúa. Đây không phải là chỉ là công việc của các sứ đồ hay là môn đồ, nhưng mà là của tín đồ ngày hôm nay. Mà chúng ta nói bằng cái lời biện bình thường của mình á, chúng ta chỉ nói tin Chúa đi đông vui lắm, Chủ nhật nào cũng có thông công hết, rồi chúng ta đi chơi hội hè điểm ca, có những cái chương trình vui lắm, thì nó cũng hay, nó cũng thú vị. Nhưng mà nếu như mà có một người bị quỷ ám, một người bị bệnh và trong hội thánh á, chúng ta cầu nguyện và giúp đỡ cho họ đó, chúng ta đem cả thành phố này đến với Chúa. Amen. Đó là điều đã xảy ra trong hội thánh đầu tiên ở tại công vụ sứ đồ. Tại sao điều đó không xảy ra ngày hôm nay? Đúng không? Chúng ta đặt vấn đề lại để bài học này nhắc cho chúng ta rằng cái việc sai đi của Chúa đó, ở trong cái tiếng Hy Lạp đó là apostolo. Apostolo có nghĩa là sai người nào đó đi với một sứ mệnh đặc biệt. Có sứ mệnh Chúa mới sai đi, chứ Chúa không có sai đi bình thường à. Phải không ạ? Chúa có một cái sứ mệnh và Ngài sai chúng ta đi, và chúng ta là người đại diện cho người ủy thác và làm tròn công tác đó. Quý vị ơi, định nghĩa lại cái sứ mệnh là như vậy. Chúa sai chúng ta đi với một sứ mệnh và chúng ta phải đại diện cho cái người sai mình đi đó. Mà quý vị đến, có một ông sư, trước khi tôi dừng lại đây để kể cho quý vị nghe, có ông sư, ông sư David Churchill, tôi thích, tôi đọc nhiều sách của ông, cho nên là tôi thấy có một điều đặc biệt của ngày kia khi mà ông đi đến thăm hội thánh, thì ông nghe một ông mục sư cầu nguyện. Ông không nghe ông mà mục sư cầu nguyện, nhưng mà ông nghe trong cái phòng. Trước khi ông tới, ông nghe cái phòng kia, mày làm mới mày ra khỏi cái này đi, mày ra khỏi giùm cho tao, tao năn nỉ mày đó. Ông mục sư mới thấy làm lạ, kỳ thấy cái chuyện gì. Ông tới, ông mở cửa ra, ông tá quả thì ra là một người mục sư đang đuổi một cái quyền lực ma quỷ trong một con người. Và ông ta không thấy gì đuổi thì ông ta năn nỉ, mày ra đi, mày làm ơn mày ra, mày không có ở đây được, mày ra khỏi. Ông mục sư đang cái chư dân ghi, ông vô ông cầu nguyện, ông nói nhân danh đến Chúa Giêsu người Nazareth, hãy Satan phải ra khỏi cái người mà ngươi đã trong đây bao nhiêu năm, ra khỏi ngay lập tức, nó ra khỏi, người bị quỷ ám được chữa lành. Tôi muốn nói điều này để cho quý vị thấy rằng quyền năng của Chúa từ ban đầu cho đến ngày hôm nay nó vẫn y nguyên như vậy. Amen. Và Ngài giao cho chúng ta để làm gì? Để giảng tin lành của Chúa. Tôi muốn kết luận ở đây, lời của Chúa nói trong câu 7, Ngài gọi 12 sứ đồ đến và bắt đầu sai họ đi ra từng đôi một. Ngài ban cho họ quyền năng trên tà linh ô uế. Nhưng mà câu 12 á, Chúa phán rằng vậy các môn đồ đi ra rao giảng rằng mọi người phải ăn năn. Chúng ta có ngạc nhiên khi mà ở đây sử dụng hai danh từ không? Một cái danh từ là sứ đồ, một cái danh từ là môn đồ. Nhưng mà tôi đang tìm ở chỗ nào ghi là tín đồ. Có không? Đó, trong đó đó, chúng ta đó. Cho nên từ sứ đồ đến môn đồ và đến tín đồ ngày hôm nay, chúng ta cũng được gọi là môn đồ của Chúa Giêsu. Quý vị là môn, quý vị là tín đồ hay là quý vị thích làm môn đồ? Cái cấp cao hơn á, trong khi chúng ta được cứu để chúng ta làm tín đồ mà chúng ta làm môn đồ của Chúa.
Tôi tin rằng trên thiên đàng có rất nhiều môn đồ của Chúa, trong đó có quý vị. Xác định là điều đó để chúng ta cùng cầu nguyện với nhau giờ này. Amen. Bài giảng hôm nay hơi lố giờ chút xíu, nhưng mà tôi muốn khai triển toàn bộ cái sự dạy dỗ này để quý vị nắm cái uy quyền của mình cho hội thánh. Những gì mà từ sứ đồ, môn đồ ngày trước là những gì mà hội thánh ngày hôm nay chúng ta cần phải có quyền năng của Chúa thì mới mở mang được nước của Đức Chúa Trời. Không phải bằng lời nói mà thôi, bằng là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Xin mời hội thánh cùng đứng chúng ta cầu nguyện. Amen. Trời ơi, con cầu nguyện xin Chúa nhắc cho chúng con nhớ những đặc quyền này. Nó thật quan trọng cho chúng con. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, Chúa ơi. Ngoài Chúa ra, chúng con không có phước gì khác. Con xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, ban ơn cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, những gì mà 2000 năm trước Chúa đã ủy thác cho sứ đồ, môn đồ của Chúa, để rồi hội thánh đầu tiên được mở ra trong công vụ sứ đồ, và cho đến 2000 năm chúng con tiếp tục ghi vào đó những việc Chúa làm, đến nỗi các sách trong thế gian này không đủ chỗ để chép những việc Chúa làm trên 8 tỷ người ngày hôm nay. Chúa ơi, mỗi năm hội thánh phải mở ra 1 triệu hội thánh mới đáp ứng được. Lạy Chúa, ai là người được Chúa sai? Xin Chúa phán điều này, nhắc nhở chúng con rằng chúng con phải kết quả cho Đức Chúa Trời chúng con. Cảm ơn Chúa của chúng con. Và khen Chúa, xin ban ơn và quyền năng của Ngài trên chúng con. Cảm ơn Ngài. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời ở cùng dân sự của Chúa, là dân đã được gọi, được cứu trong huyết của cứu Chúa Giê-xu. Còn những cha Chúa Giê-xu, con cầu nguyện cho tình yêu của Đức Chúa Cha ở với họ, ở trong tuần lễ mới, trong mọi sự họ làm, dẫn dắt mỗi đời sống của chúng con. Ân điển của Chúa Giê-xu khỏa lấp những tội lỗi khi chúng con phạm tội, khi chúng con sai trật. Chúng con được Ngài tha thứ, nâng đỡ và giúp chúng con chiến thắng những yếu đuối của chúng con. Cầu xin Thánh Linh, quyền năng và các ân tứ của Ngài không bao giờ thay đổi từ 2000 năm trước cho đến ngày hôm nay vận hành trong hội thánh. Chúa ơi, hội thánh Vườn Nho đã cũ rồi, so với 2018 đã cũ rồi. Bây giờ xin Chúa mở ra hội thánh mới của 2023, 2024, 2025, và mỗi năm có những hội thánh của Chúa trên những thành phố lân cận để gieo ra đinh lành của Ngài. Xin giúp cho chúng con. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chúc phước cho tuần lễ mới được bình an trong tay của Ngài, và cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn hội thánh.